nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đi vào chiều sâu và bền vững. Sáng nay ngày 6 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển chương trình OCOP trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên. Trên địa bàn tỉnh hiện đã có 35 sản phẩm OCOP khai thác hiệu quả vùng nguyên liệu địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể như nhãn lồng Hưng Yên, nghệ Chí Tân Khoái Châu, vải trứng Hưng Yên, mật ong hoa nhãn Hưng Yên, cam Hưng Yên, sen Hưng Yên, gà Đông Tảo. Từ chương trình đã góp phần hình thành trên 200 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hoạt động hiệu quả. Một số sản phẩm OCOP được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia như tinh bột nghệ và bột nghệ, cấp khu vực như mật ong hoa nhãn, nano curcumin, sữa nghệ nano collagen, kem nghệ. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số địa phương chủ thể chưa quan tâm thực hiện chương trình, nhất là công tác lập hồ sơ đăng ký sản phẩm, tham gia đánh giá, xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn. Một số sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng nhưng chưa chú trọng xây dựng thương hiệu, chưa có nhiều sản phẩm chế biến sâu, bao bì sản phẩm còn đơn điệu, tính cạnh tranh chưa cao, sản phẩm xuất khẩu còn ít. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp để phát triển chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên như tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về liên kết chuỗi giá trị, chuyển đổi số, xây dựng câu chuyện sản phẩm, phát triển thị trường, kỹ năng bán hàng online cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình OCOP. Ưu tiên hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP thực hiện đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.